Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Tuyêu Ngày. Hôm nay mình có dịp tiếp xúc với một cái con biến tần ABB với cái model của nó là ACS355. Thì cái con này cái công suất của nó là 4 kW nữa các bạn. Thì, để điều khiển cho một cái con động cơ bơm nước ở như ở bên đây. Đó, để nó chạy mình theo điều chỉnh tốc độ của cái bơm nước này để cho nó chạy theo cái lượng nước mà mình yêu cầu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách lắp đấu cũng như là cài đặt các thông số cơ bản để mình có thể cho nó hoạt động được phù hợp với công suất của con động cơ của chúng ta. Thì để cài đặt thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhấn cái nút Enter. Và khi đó và bạn thấy chữ BA rồi cho ta nhấn thêm cái Enter nữa thì nó sẽ ra là thông số như thế này, tại nãy giờ mình đã có thao tác rồi cho nên nó ra thông số này đó. Bây giờ bạn sẽ chỉnh về cái thông số là 99. Thì các bạn nào mà không nhớ các bạn có thể lấy viết ghi lại ha. Và thì lên xuống thì lên hay xuống thì các bạn nhấn cái nút mũi tên lên xuống thôi đó. Thì 99 thì chúng ta sẽ nhấn Enter một cái, chúng ta hàm 99 thì nó sẽ ra là 9901. Thì mình sẽ chỉnh lên là 9905. 9905 ở đây là cái điện áp định mức của động cơ. Đó. Điện áp định mức của động cơ thì cái con động cơ ở đây động cơ bơm của mình nè các bạn. Để mình quay cho bạn xem. Đây là con động cơ thì để muốn biết được cái định mức của động cơ nó là như thế nào thì mình phải bắt buộc mình phải xem cái tem nhãn mác của con động cơ đó. Đó. Thì ở đây cái con động cơ này là động cơ 3 pha 380V thì mình sẽ chỉnh điện áp định mức là 380V. Mặc định của con biến tần này nó để 400 thì mình để 400 cũng được, còn hoặc là mình chỉnh 380 cũng được, thì mình sẽ chỉnh theo cái điện áp định mức của con động cơ là 380 ha. Thì bà cái hàm là 9950 mình sẽ nhấn Enter cái nữa. Và nó số 400 nè, thì mình sẽ nhấn Enter 2 lần ha, thì nó sẽ giữ lại rồi mình sẽ giảm xuống là 380. Mình bằng cách mình nhấn nút giảm xuống thôi, 380. Khi mình chỉnh 380 xong rồi, mình nhấn Enter cho nó save lại. Đó. Là xong cái phần đó. Rồi, tiếp theo là 9906 thì nhấn mũi tên lên. Rồi, chúng ta nhấn Enter để mình xem. 5.0. Đây là cái dòng điện định mức của động cơ. Do cái con động cơ này là cái con động cơ 2,2 kW là nó theo cái tem của động cơ nó ghi á, là 4.8 ampere. 4.8 ampere thì mình sẽ chỉnh lên cho 5 ampere luôn ha, làm tròn 5 ampere luôn, thì tại vì đây mình đã chỉnh rồi nè. Còn nếu bạn muốn chỉnh nữa thì bạn nhấn nhấn Enter 2 lần, 2 lần bạn lên xuống thôi. Điều chỉnh lên xuống bao nhiêu ampere đó thì điều chỉnh lên xuống. Cái ampere này nó quan trọng cái chỗ đó là bạn là khi mà các bạn mua động cơ á, là cái công suất nó dụ như 4 kg mà các bạn là cho nó chạy cái động cơ của mình chỉ có 2,2 kg thôi, thì các bạn phải chỉnh lại cái ampere này cho nó phù hợp với cái động cơ ampere của động cơ, để khi mà cái động cơ nó làm việc quá hơn cái ampere mình cài đặt trên đây thì nó sẽ bảo vệ, nó sẽ không làm cháy động cơ. Trường hợp các bạn mà cứ mua động cơ lớn về, ủa cái mua biến tần công suất lớn mà về vận hành cho áp vào cho cái động cơ công suất nhỏ thì khi đó nó sẽ nếu mà không chỉnh ampere thì nó sẽ tới cái dòng điện của động cơ nhỏ thì nó không bảo vệ được, tại vì các bạn chưa có cài đây lại được, cho nên là nó nhiều trường hợp dùng biến tần nó vẫn cháy là vậy đó các bạn, nó vẫn cháy motor là vậy đó ha, các bạn chú ý. Rồi tiếp theo mình sẽ lên cái hàm là 9907. Ở cái hàm này nó là tần số định mức của động cơ. Thì ở Việt Nam chúng ta hoặc là những con động cơ mình sẽ xem trên cái tem mác đó nó sẽ tần số là bao nhiêu, thì ở trên động cơ này tần số 50 Hz. 50 Hz thì mình sẽ chỉnh 50 Hz để giữ nguyên ha. Còn bao nhiêu Hz thì mình sẽ chỉnh theo cái tem mác động cơ, mình có thể tăng giảm xuống bằng cách nhấn đúp Enter 2 cái là bạn. Rồi. Sau khi mình chỉnh 50 Hz xong, bây giờ mình sẽ lên 9908 là cái tốc độ định mức của động cơ. Enter thì hiện tại đây là mình đã chỉnh 2900 2000
chính thì 2.900 vòng trên phút, tại do là cái tem động cái động cơ này là động cơ bơm nước cho nên tốc độ nó quay là 2.900. Còn những cái động cơ khác á, tốc độ của bạn tùy theo cái tem của bạn, tốc độ 1.400 hoặc là 960 đó, thì các bạn sẽ chỉnh phù hợp theo. Còn ở đây mình 2.900 thì mình sẽ chỉnh 2.900, thì bạn nhấn hai cái thì nó sẽ vô chỉnh lên xuống ha, lên xuống điều chỉnh lên xuống thôi đó. Của mình 2.900 thì mình nhấn 2.900 rồi enter. Tiếp theo mình sẽ lên cái hàm là 9909, thì cái hàm này là cái công suất định mức của động cơ như mình đã nói đó. Thì hiện tại con động cơ này 2,2 kg nhưng mà cái biến tần này là 4 kg, thì mình phải chỉnh nó về là 2,2 kg. Hiện do hồi nãy là mình đã chỉnh rồi cho nên nó có số 2,2 kg, chứ thực chất hồi nãy nó sẽ là 4 kW ha các bạn. Đó, thực chất lúc mà mua về mới là nó sẽ là 4 kg, nhưng mà động cơ mình hoạt động chỉ là 2,2 kg thôi cho nên mình sẽ giảm xuống làm 2,2 kg đó. Rồi 2,2 kg, nhấn enter rồi buông ra đó. Thì đó là cái những cái thông số cơ bản cũng như điện áp định mức nè, dòng điện định mức nè, tần số định mức, tốc độ quay định mức, công suất định mức đó. Thì đó là của cái hàm số 99 này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua hàm số 22, chúng ta sẽ đi kiếm lên số 22, hàm 22 là sẽ là cái hàm gì ha. Đây là những thông số cơ bản để mình cài đặt chạy cho một con động cơ. Khi mà lên 22 rồi mình sẽ nhấn enter thì nó sẽ ra là 2201. Rồi mình sẽ lên số 2202, 2202 nhấn enter. Đây là cái thời gian tăng tốc của cái con động cơ của ta, khi mà nó bắt đầu nó kích cho chạy á, thì nó sẽ thời gian tăng tốc, thì ở đây mình chỉnh nó là 10 giây. Mặc định của nó chỉ là 5 giây thôi nhưng mà mình sẽ chỉnh 10 giây để cho thời gian nó sẽ tăng tốc từ từ. Ví dụ như bạn động cơ đang hoạt động 50 Hz thì trong vòng 10 giây nó sẽ đạt tới tốc độ 50 Hz đó. Đó, đó là cái hàm 2202. Tiếp theo là 2203 là cái thời gian giảm tốc của con động cơ. Đó, tức là khi mà ông ta ngưng rồi á thì sau 10 giây thì nó sẽ giảm tốc từ từ, nó sẽ ngưng ngưng chúng ta. Đó là 2203 không. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên 2207. 2207 là cái hàm này là cái hàm tần số nhỏ nhất. Ví dụ như là tần số nhỏ nhất chúng ta có thể điều chỉnh là 10 chẳng hạn, hoặc là 0, thì thường là mình chỉnh về 0 là tần số nhỏ nhất là 0, để khi bắt đầu mình cho nó chạy thì nó bắt đầu chạy từ 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 lên 50. Đó là 2207. Tiếp theo là 2208 là tần số lớn nhất. Đó. 2208 là ở đây là cái tần số lớn nhất. Đây 2208 là mình sẽ nhấn enter thì nó sẽ mình tốc cái tần số lớn nhất mà để mình chỉnh cái biến trở đó là 50 Hz, thì mình sẽ chỉnh lên số 50 các bạn. Xong thì đó là cái hàm 22. Bây giờ mình sẽ X là mình thoát ra nha. Thoát ra mình sẽ xuống hàm 21. 21 đây nó cũng thú vị. 2102, ở cái hàm 2102 này mình sẽ lựa chọn, có hai lựa chọn. Nếu mà mình cho nó bằng 1 là cái động cơ nó dừng theo cái thời gian mà giảm tốc, tức là động cơ dừng theo thời gian giảm tốc các bạn. Sao ta, tức là khi mà mình chọn nó bằng 1 á, thì khi mà mình ngưng rồi đó thì cái động cơ nó sẽ dừng theo chung với cái thời gian nó giảm tốc độ luôn đó. Còn nếu mà mình chọn bằng 2 thì nó sẽ dừng tự do. Giả sử như nếu mà cái động cơ này không phải động cơ bơm mà động cơ quạt á, thì nó sẽ là quán tính, mà tại vì động cơ quạt nó tự do, tôi muốn dừng tôi giờ khi mà nhớ dừng rồi thì tôi muốn dừng, tôi còn quán tính động cơ nó là gọi là dừng tự do bên động cơ, thì khi nào dừng thì dừng. Còn nếu mà những cái động cơ mà có tải á, thì khi mà dừng thì nó sẽ có tải kẹp tải lại thì nó sẽ bị dừng đột ngột, đó là gọi là dừng tự do ha. Đó đó là cái thông số của hàm 22 ở 21. Bây giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ xuống tới một cái hàm, đó là hàm 1001, là mình sẽ xuống cái hàng hàng hàm số 10. Mình sẽ nhấn enter thì nó sẽ ra là 1001. Ở đây
Nếu mình chọn nó ở chế độ là 2 thì mình sẽ nhắn chạy bằng cái công tắc gạt ở ngoài. Đó, nếu mà chọn chế độ nó bằng 2 á thì mình sẽ nhắn chạy bằng công tắc gạt ngoài ha. Còn nếu mà mình chọn ở chế độ bằng số 8 1 bằng 2 thì là chạy ở chế độ công tắc ngoài. Còn nếu mà mình sẽ chỉnh lên bằng 8 thì nó sẽ chạy bằng cái bàn phím trên cái màn hình của con biến tần này ha các bạn. Ví dụ bằng 8 ha, giờ mình sẽ cho bằng 8 thì mình sẽ chạy bằng cái phím star hoặc là stop trên cái biến tần ha. Rồi giờ mình sẽ nhấn star nó chạy nè. Đó, hiện giờ là do mình chỉnh cái biến trở, mình chỉ có mình đang chỉnh biến trở thôi mà. Đó, chỉnh biến trở mình maximum lên. Đó, mình giảm rồi. Đó, bây giờ mình sẽ tắt nút stop này là trên biến tần. Còn nếu mà mình chỉnh về số 2 thì mình nếu mình chỉnh về số 2 thì nó sẽ là điều khiển bằng cái công tắc gạt ở ngoài. Enter bằng công tắc gạt ở ngoài. Thì cái cách đấu công tắc gạt ở ngoài á thì mình để mình chia sẻ cái hàm xong những cái hàm cơ bản hết đi, xong rồi mình sẽ hướng dẫn bằng cách đấu để vừa chia sẻ cái hàm vừa kết đấu thì nó lâu lắc quá. Rồi cái đó là cái bạn chú ý cái phần mà hàm 1001 ha. Nếu mà số 8 là sẽ điều khiển trên cái bàn phím của biến tần. Còn nếu mà chúng ta bằng 1 là chúng ta bằng những cái công tắc gạt. Ủa nếu mà cho là bằng 2 thì sẽ là chạy bằng cái công tắc gạt ngoài. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái 1003 Enter, nó đang bằng 3. Thì hiện tại nếu mà bằng 3 đó, nếu mà mình chỉnh cho nó bằng 3 thì nó sẽ cho phép đảo chiều động cơ là chạy thuận và chạy ngược. Còn nếu mình thay đổi số là xuống số 2 thì nó chỉ là chạy có một chiều động cơ thôi các bạn. Thấy không? Giả sử đây thì mình sẽ cho số 3 ha, thì nó sẽ là đảo chiều động cơ. Còn nếu mà chỉnh xuống số 2 á, là nó không có đảo chiều, nó chỉ có là chạy một chiều thôi. Đó. Thì còn một cái hàm nữa là 9902. Nếu mà các bạn cài đặt này nọ xong hết nhưng mà bạn muốn reset lại ở trạng thái ban đầu thì các bạn phải vô cái hàm là 9999 này. Bạn sẽ nhấn Enter, bạn sẽ lên số 2 là 9902. Nếu mà bạn cho nó bằng 1 bằng Enter thì nó sẽ reset lại ở trạng thái ban đầu của mặc định của nhà sản xuất. Đó, nó là như vậy. Rồi đó là những cái hàm mà mình hướng dẫn bằng cơ bản. Và tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta đấu cái biến trở ngoài ha. Biến trở ngoài thì cái biến trở chúng ta là biến trở 10 kg ha các bạn. Đó, đây là con biến trở và nó có số là thì biến trở nó nè, cái mã số nó nè, R24. Nói chung là biến trở chỉnh là cái này ai cũng có các bạn. Đó, ai cũng biết chân chứ không? Rồi thì nó có số 1, số 2, số 3 thì mình sẽ đấu như sau. Số 1 thì các bạn sẽ đấu vào cái chân số 3 của cái con biến tần nè. Con biến tần nó có những cái thanh đấu ở đây nè các bạn, để cho bạn xem nè, để mình zoom lại cho bạn xem. Đó, đấu vào chân số 3 ha. Cái chân số 1 á bạn đấu vào chân số 3. Rồi chân số 2 bạn đấu vào chân số 2. Chân số 2 của cái biến trở này các bạn. Nè. Số 1 là đỏ, số 2 vàng, số 3 là xanh ha. Đó, thì số 1 của biến trở bạn đấu vào số 3 của biến tần. Đó, số 2 của biến trở bạn đấu vào số 2 biến tần. Số 3 của biến trở các bạn đấu vào số 4 của biến tần. Đó, như vậy là chúng ta đã đấu được
cái biến trở ngoài cho cái chỉnh cái con biến tần này. Tiếp theo để đấu cái công tắc ngoài, để đấu công tắc gạt ngoài mà để hoạt động á, thì các bạn phải đấu đúp lại cái chân 10 và chân 11 lại. Thì ở cái nắp của biến tần nó có những cái thông số, chân chân số máy nó có số và nó có ấy rồi mà. Số 10 và chân số 11. Chân số 10 là cái chân chân GND và chân 11 là chân cơm. Thì các bạn sẽ đấu đúp nó lại. Tiếp theo thì các bạn để đấu công tắc ngoài, các bạn sẽ dùng công tắc gạt á, thì chúng ta sẽ đấu một bên vào chân số 9. Bên vào chân số 9 nè các bạn. Và một bên là các bạn đấu vào chân số bên còn lại của công tắc gạt, bạn đấu vào chân số 12. Thì khi đó các bạn gạt qua một cái thì nó sẽ chạy ha. Đây, đây. Mình chưa tắt công tắc bởi vì đút vô là nó chạy à. Đó. Đó, thấy không? Chân số 9 và chân số 12. Đó. Các bạn muốn đảo chiều nó thì các bạn sẽ đấu thêm một cái công tắc nữa, một công tắc gạt nữa. Thì bạn sẽ đấu một bên là chân số 9, một bên là chân 13. Đó thì nó sẽ khi mà bạn hoạt động thì nó sẽ đảo chiều động cơ. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó chạy cho bạn xem ha. À, mình sẽ gạt công tắc hồi nãy là mình này, thì bạn không thấy màn hình hả? Xích lên bạn thấy màn hình. Đó, hồi nãy thì mình chỉnh cái hàm là 1001 bằng 8 là sẽ điều khiển trên cái màn hình, còn 1001 mình chỉnh bằng 2 á là nó sẽ điều khiển bằng cái công tắc gạt ngoài nè các bạn. Nè, mình sẽ gạt tắt ha, chạy nè. Không quên, do công tắc này ba vị trí. Công tắc này ba vị trí cho nên mình gạt lộn. Đó, vì mình là nếu mà mình xài công tắc gạt thì mình gạt công tắc mình là dùng công tắc hai vị trí thôi các bạn, để mình gạt không có bị nhầm lẫn ha. Đó thì nó sẽ hoạt động. Và chúng ta muốn xem ampe của nó thì chúng ta nhắn cái chúng ta sẽ nhắn cái mũi tên lên thì nó sẽ hiện đang hiện ampe của nó đang hoạt động 2.1 ampe. Ta xem phần trăm. Và đây tần số hạt. Tần số hạt thì mình có thể điều chỉnh lên lên xuống bằng cái con biến trở nè bạn. Mình đang chỉnh lên ha. Đó. Sẽ giảm xuống. Do này đây là động cơ bơm cho nên mình không dám cho nó chạy lâu, chạy lâu nó bị hư phốt và không có nước á, nó sẽ bị nóng bị hư phốt cho nên mình không dám cho chạy lâu. Mình cho chạy xíu thôi. Rồi mình gạt công tắc cho nó tắt ha. Đó, là nó tắt, thấy không? Rồi. Ở trường hợp nếu mà các bạn muốn cho đảo chiều á, các bạn sẽ lấy thêm một cái công tắc gạt nữa. Các bạn sẽ một bên các bạn đấu vào chân số 9 và bên còn lại các bạn sẽ đấu vào chân số 13. Thì khi mà các bạn gạt hai chân này nó chập lại nhau trong khi mà cái động cơ đang hoạt động ha, thì bạn chập cái chân số 9, chân 13 này lại thì nó sẽ tự động đảo chiều. Bây giờ mình sẽ hoạt động rồi mình cho nó đảo chiều cho bạn xem ha. Mình sẽ gạt công tắc cho hoạt động nè. Đó. Ở đây thì do mình chỉ còn một cái công tắc này cho nên mình ấy không thôi, mình thêm một cái công tắc nữa rồi. Nhưng mà các bạn sẽ đấu theo cái công tắc giống này nữa là được. Đó, các bạn dùng sợi dây, mình dùng sợi dây này mình thay thế cho cái công tắc gạt ha. Một đầu là mình ghim vào chân số 9 nè. Hiện giờ bạn thấy nó đang quay một chiều ha. Bây giờ một đầu còn lại mình sẽ ghim vào chân số 13 nè. Đó, thì cái biến tần nó sẽ giảm lại. Nó sẽ giảm tốc độ từ từ cho ngưng và nó sẽ đảo chiều chứ nó không đảo chiều liền. À, nó cũng có cái thông số để chúng ta điều chỉnh cái chỗ này ha. Đó, hiện tại hở ra thì nó sẽ chạy là chế độ bình thường. Đó, nếu mà hở ra thì chạy là chế độ bình thường. Còn nếu mà thì mình sẽ tắt. Còn nếu mà mình chỉnh cái hàm 1003 đó. 10 thì mình sẽ chỉnh 10, 1 003. Nếu mà mình chỉnh cái này số 3 này nó sẽ thành số 2 á, thì mình chập cái này nè, chập số 9 và chân 13 thì nó không đảo chiều nha các bạn. Nó tức là mình sẽ chạy cho một chiều thôi. Còn nếu mà chỉnh số 3 á, thì mình mới cho đảo chiều. Còn nếu mà từ số 2 hoặc là số 1 thì nó không có đảo chiều lại ha. Để mình sẽ chỉnh xuống số 2 cho bạn xem ha. Chỉnh xuống số 2 nè, enter nè.
Rồi thoát ra nè. Rồi mình sẽ gạt công tắc cho nó chạy nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chạm vào cái số 9 và số 13. Đó, nè mình chạm vô rồi nè mà nó không đảo chiều hả các bạn. Tại do mình đây mình chỉ cho nó chạy một chiều thôi, do bơm nước thì mình cho chạy một chiều thôi. Còn những cái động cơ khác, những cái tải khác thì có cần đảo chiều thì mình sẽ chỉnh nó lại về ba đảo chiều ha. Đó, nó là chỉ là một chiều như vậy. Thì mình sẽ tắt ha. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái thông số 31003, mình chỉnh xuống số 1 rồi. 03 chỉnh xuống số 1. Enter. Cho nó chạy. Đó. Nếu mà mình chỉnh số 2 á, này nó lỏng, này lỏng mọi người. Chân kích này nó bị lỏng. Nếu mà mình chỉnh xuống số 2 các bạn là cái là nó sẽ quay chiều chiều thuận, còn nếu mà mình chỉnh xuống số 1 á thì nó quay chiều ngược, nhưng mà nó quay một chiều thôi. Còn nếu mà chỉnh lên số 3 á thì nó sẽ quay cả hai chiều thuận nghịch. Các bạn để ý không? Nãy mình chỉnh xuống số 2 á thì nó sẽ quay chiều này nè. Cái nãy mình vừa chuyển sang số 1 thì nó quay ngược là chiều này. Và khi mình chỉnh số 3 á, thì lúc đó mình mới điều khiển ở ngoài này nó quay thuận ngược luôn. Đó thì nó là như vậy. Rồi mình biết được một số chức năng cơ bản của cái biến đàn ABB này là như vậy thôi, đến thế thôi. Thì mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn nào mà chưa có hình dung được, chưa có biết được thì chúng ta có thể đấu. Thì anh em thợ điện thì nhiều người ta cũng đã biết đấu rất là nhiều, nhưng mình thì cũng mới va chạm với cái con biến đàn này. Mình cũng xem trên mạng rồi mình tổng kết lại từ các anh em thôi, chứ mình cũng không có tài giỏi gì. Cái gì mình cái gì cũng phải không phải là cái gì mình cũng biết được. Mình cũng đi học lớn từ anh em trên mạng, mình đúc kết lại mà mình ghi lại thành một cái tài liệu cho mình để mình có thể đáp ứng được trong công việc mình hoạt động nó như vậy. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau ha. Thân ái chào tạm biệt.